bài ngày hôm nay á, mình sẽ xoay quanh cái việc là học về cái CRM. Dạ rồi, ok ạ. Chào và xin chào cô Giang, xin chào các bạn sinh viên. Thì hôm nay thì đến hẹn lại lên mình có một cái buổi học. Đối với các bạn thì cũng rất là đặc biệt, và đối với bản thân mình thì cũng rất là náo nức, tại vì năm ngoái cũng có dạy thì năm nay cũng có dạy. Thật sự là rất là mong chờ thì mình được gặp các bạn sinh viên. Một lần nữa cho mình xin giới thiệu qua. Mình tên là Minh, là trainer của Media Step. Thì có mặt ở đây để hướng dẫn cho các bạn về cái phần thứ hai của lớp mình. Ở lần trước thì là thầy Nam đã hướng dẫn cho các bạn về những cái tổng quan cái ngành thương mại điện tử. Nói cụ thể qua là mình thương mại đa kênh, bán hàng đa kênh. Thì đối với cái phần tiếp theo này á, thì cái mong đợi của mình dành cho các bạn sinh viên nhà mình là mình biết về cái bán hàng đa kênh là như vậy rồi, nhưng mà mình sẽ làm gì với nó, và mình có thể làm những cái gì được ở cái việc mà cái cụm từ gọi là bán hàng đa kênh này. Thì với cái ngành học của các bạn á, thì các bạn mong đợi những cái yếu tố nào để các bạn làm bài báo cáo hay là áp dụng vào cái công việc của bạn sau này? Thì mình hy vọng rằng là với những cái nội dung mình dạy ngày hôm nay sẽ giúp cho các bạn được thêm nhiều cái ý tưởng, cũng như là có thêm nhiều cái cách để các bạn tạm gọi là các bạn xây dựng cái đề án, cũng như những cái dự án của nhóm hay là của cá nhân mình. Thì bài ngày hôm nay á, mình sẽ xoay quanh cái việc là học về cái CRM, xoay quanh những cái đó và mình sẽ vận dụng nó như thế nào. Rồi, trước khi mà mình đi vào cái phần này á, thì cho mình xin phép tạm gọi là mình ôn bài một chút thôi các bạn ha. Mình ôn xem rằng là tuần rồi thầy Nam nói những cái gì mà các bạn có nhớ hay không, được không mọi người? Ai đồng ý cho thầy ôn bài thì chat vào ô chat box này. Ok, giúp thầy quá. Hay là khúc này cái sợ hay là không không muốn ôn bài nữa, học tiếp đi thầy. Mọi người ơi. Hỏi tới ôn bài cái có vẻ im lặng quá cô hả? Rồi không sao cả. Bây giờ thì mình chưa biết mình ôn cái gì mà, đâu có gì đâu ha. Rồi nếu mà nói về bán hàng á, bán hàng điện tử, thương mại điện tử hoặc là bán hàng đa kênh, thì khi mà mình nói tới gọi là ngành kinh doanh á, với cái thời điểm hiện tại á, thì mình sẽ tạm gọi là mình sẽ phân ra những cái hướng kinh doanh. Thì tạm thời là mình sẽ chia làm hai cái nhánh ha. Đầu tiên là mình sẽ bán hàng với những cái hoạt động bán offline, và cái nhánh thứ hai đó là những cái hoạt động bán online, đúng không ạ? Rồi bây giờ khúc này mình hỏi nè, mình sẽ có những cái hoạt động nào thì mình gọi là bán hàng offline hả các bạn? Ai có thể chat vào chat box hoặc là mở micro trả lời với thầy với. Bán hàng offline là những cái hoạt động gì ta? Bán qua các kênh nào các bạn? Bài hôm trước thì chắc là thầy Nam dạy cũng rất là kỹ rồi ha, mấy tiếng rồi nè. Các bạn vào mạnh dạn trả lời đi các bạn. Các bạn nghe rõ anh Minh hỏi gì không các bạn? Các bạn nghe rõ anh Minh hỏi gì các bạn? Cho tương tác cái số 2 cái nè. Bây giờ mọi người nghe Minh nói rõ, mọi người chat vào ô chat box số 2 giúp mình với. Alo. Ủa cô nghe Minh nói rõ đúng không cô? Cô nghe, mình nghe rõ rõ anh Minh ơi. Sao hình như các bạn không có biết mạng có bị rớt gì không ta? Alo. Alo, alo. Sao cô không thấy tương tác gì hết trơn vậy các bạn ơi? Để mình thử không? Alo. Alo, alo. Sao cô không thấy tương tác gì hết trơn vậy các bạn ơi? Alo.
có cái nhóm học tập, cô có thể chat vào nhóm thử xem giúp mình với. À, thế nó vô trả lời nè, có thế vô trả lời, mạng bị yếu. Ở các bạn khác thì như thế nào? À, có bạn nào bị gì không các bạn? Alo, Tấn Đạt ơi, Lâm Tấn Đạt ơi, nghe cô nói gì không Đạt ơi? Dạ em nghe cô. À, em vẫn nghe đúng không? Rồi cô nói chat vô số 2, sao nãy giờ cô không thấy bạn nào chat vô chân vậy? Bên em đang mưa quá nên là em không nghe rõ cô. À vậy hả, bên này mưa hả, bên nhà cô cũng mưa, nhưng mà vậy thì mình chịu khó mình gắn cái tai nghe vô đi các em, sao cô thấy không ai nói gì trơn vậy nè? Rồi, mình sẽ làm lại các bạn ha. Bây giờ các bạn nghe Minh và cô Giang nói rõ thì các bạn chat bộ chatbot số 2 giúp mình với, để mình biết rằng là chất lượng học online của mình rất là ổn. Rồi, ok. Rồi, mình back lại với cái câu hỏi của mình ha. Rồi, câu hỏi của mình ở khúc này dành cho các bạn đó là các hoạt động kinh doanh hiện tại thì mình đang chia thành là offline và online. Thì bây giờ mình sẽ hỏi cái offline trước. Theo các bạn, những cái hoạt động buôn bán nào mình đang gọi là bán hàng offline? Mọi người. Dạ, bán hàng tại cửa hàng. Dạ, chính xác ạ. Cảm ơn bạn Khoa đúng không? Cảm ơn em ha. Dạ. Bán hàng tại cửa hàng, chính xác. Đó là một cái hoạt động mà nó xuất hiện từ xưa đến giờ rồi mọi người. Ngày xưa thì người ta có hàng hóa, các là người ta trưng bày ra, ta mang là cửa hàng ra trước cửa nhà và ra chợ họ bán, nó bán hàng trực tiếp. Một hoạt động đầu tiên, bán hàng tại cửa hàng, chính xác. Rồi, bán hàng qua đâu nữa gọi là offline? Bây giờ nè, mình thoải mái ra mình suy nghĩ đi. Những cái hoạt động mà buôn bán trực tiếp với nhau giữa người mua người bán, thì mình gọi là trực tiếp thôi, offline thôi. Chính xác ha, bán ở chợ, bán ở siêu thị, đúng luôn. Cảm ơn Tấn Đạt nha. Rồi bán qua đâu nữa? Các bạn là những bạn sinh viên bắt đầu mình học cái ngành thương mại điện tử đúng không? Mình phải rộng ra. Có thể là bây giờ các bạn chưa ra thị trường, các bạn buôn bán, các bạn chưa biết, nhưng mà mình nghĩ rằng là ở tiết học trước là thầy Nam đã có nhắc rồi, có những cái mà bên ngoài xã hội họ đang kinh doanh trực tiếp. Phải đó, mình hỏi thôi, mình không có chỉ tên một bạn nào ra mình hỏi, cho nên là mình sợ các bạn ngại thôi. Còn một cái ý tưởng gì mà các bạn nghĩ rằng là nó là bán hàng offline nữa không? Đây là một trong những cái mà xã hội hiện tại đang rất là ưa chuộng, và cái hệ thống kinh doanh của mình cũng đang ở Việt Nam mình, đặc biệt là ở Việt Nam mình đang rất là phát triển như cái này. Bán hàng ở các buổi triển lãm, cũng đúng ha em ha, ok. Thì cũng là bài bán ra, mình sẽ có những cái hoạt động kinh doanh trực tiếp tại những cái buổi triển lãm, chính xác. Rồi, có vẻ là các bạn đều không nhớ ha. Rồi anh gợi ý thử ha. Có bao giờ các bạn nghe tới những cái cụm từ gọi là cộng tác viên chưa? Cộng tác viên kinh doanh theo dạng đại lý hàng hóa hoặc là phân phối hàng hóa, các bạn có biết cái hoạt động kinh doanh đó không? Cả nhà, mình thử suy nghĩ xem trong những cái mối quan hệ của mình hoặc là xung quanh mình có ai đang buôn bán theo cái kiểu như vậy không? Anh ví dụ nha, anh ví dụ là ở nhà nào bạn nào có quê chẳng hạn, có cái vườn sầu riêng chẳng hạn, cái tới mùa cái sẽ có những cái người mà thương lái họ đến họ gom sầu riêng đúng không các bạn?
đúng không mọi người? Mình là những nhà vườn, mình có bao giờ mình cầm từng trái sầu riêng mình chạy đến từng tỉnh, lên tới Sài Gòn mình bày bán không? Có không các bạn? Hay là các nhà thương lái họ đến họ mua? À, đa phần sẽ là có những cái tạm gọi là những cái nhà thương lái họ đến họ mua đúng không? Rồi họ mua rồi họ bán lại cho ai? Những cái người mà gom những cái sầu riêng từ vườn đó họ bán lại cho ai? À, họ bán cho những cái người đầu mối đúng không? Ở những cái thành phố lớn đúng không? Đó thì những cái người đầu mối đó họ sẽ phân phối hàng hóa, là phân phối những cái trái sầu riêng đó là cho những cái người tiêu dùng. Đó là những cái hoạt động mà ở Việt Nam mình hoạt động rất là nhiều hiện tại, và có thể các bạn đang chưa có những cái va chạm với nó. Rồi bây giờ hỏi cái kênh online gần hơn với các bạn nè, bán hàng online hoặc là bán hàng qua các kênh nào mọi người? Các bạn trả lời cho anh thử xem các bạn còn nhớ gì không. Hỏi offline thì hơi hơi khó đúng không? Online là bán hàng qua các kênh nào? Rồi, cảm ơn bạn Thanh Trúc. À, bạn Thanh Trúc trả lời là bán qua Shopee, Lazada, Tiki là các sàn thương mại điện tử, chính xác ha. À, bạn Hồng Gấm trả lời là bán hàng qua website Facebook, hoàn toàn chính xác. À, bạn Duyên thì trả lời là giống bạn mình ở trên là sàn thương mại điện tử qua website. Ok. Thủy thì là các kênh mạng xã hội, sàn thương mại điện tử web, chính xác. Đó, thì đó thấy không, có vẻ rằng là các hoạt động mà bán hàng online thì các bạn nhớ nhiều hơn. Tức nghĩa là mình nắm nhiều hơn là offline. À, offline hầu như là chỉ biết tới cái vụ là bán hàng tại cửa hàng thôi. À, ok, không sao. Rồi, bán hàng online qua đâu nữa mọi người? Còn cái kênh nào nữa không? Kênh nào là lạ nữa không? Bán dịch vụ của các app. Sao sao em nói anh nghe không rõ. À, bán anh mới nghe được kiểu dịch vụ à? Dạ, đúng rồi. Những cái dịch vụ của các app. Ví dụ như Ok. là dịch vụ Dịch vụ gì? Thấy thấy có một cái chữ đúng rồi đó, nhưng mà cần phải nói rõ hơn. ví dụ như cung cấp các dịch vụ nghe nhạc hoặc là xem phim tuyến, hoặc là À, anh nhận lời. cung cấp những cái ấn ấn phẩm điện tử. Tạm gọi là buôn bán những sản phẩm và những ấn phẩm liên quan đến kỹ thuật số này nọ đúng không? Ý em là như vậy đúng không? Cái đó ok, cái đó đúng á, nhưng mà nó không phải là một cái hình thức, nó là cái sản phẩm thôi. À, cái mà anh đang hỏi mọi người là những cái hình thức nào thì mình gọi là buôn bán online. À, nó có một cái rất là hay, nó có một cái rất là chiến lược mà chưa thấy các bạn liệt kê ra đây. À, rồi ok, các bạn có nghe tới cái app chưa, nó gọi là cái app thương hiệu chưa? Rồi, cái câu hỏi của anh đang ở đây, hành chat vào đây ha. À, thương hiệu. Rồi, có bạn nào hiểu về cái từ app thương hiệu này không? Cái này là đang ôn bài thôi, cái này là đáng lẽ là thuộc bài trước nè. App thương hiệu là gì mọi người, theo mọi người hiểu? Rồi bây giờ anh hỏi là coi như là mình sẽ không định nghĩa theo cách là trả lời suông nữa, mình trả lời ngược nè. Mình sẽ hỏi ngược nè. Ví dụ cái app Shopee á, nó là cái app gì mọi người? Bây giờ nó có ba cái dạng ha: app cá nhân, app sàn thương mại á, và cái app thương hiệu. Thì cái Shopee á, nó là cái app dạng app gì?
theo mọi người. Shopee, có bạn nào đang bán hàng trên Shopee không? Chắc cũng có ha. Cảm ơn Tấn Đạt. Theo bạn thì câu trả lời của bạn dành cho app Shopee đó là app sàn. Chính xác ha. App sàn là sao ta? Bạn trả lời được, bạn có thể bạn có mở mic được không? Bạn có thể nói phát biểu cho cả lớp mình à. Theo bạn tại sao bạn lại nghĩ nó là app sàn? Dạ là app của sàn thương mại điện tử để bán hàng. Câu trả lời rất đúng ha, không 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 có thầy không cãi được luôn, là app của sàn thương mại điện tử thì gọi là app sàn, ok chính xác. Tuyệt vời. Thì thật ra là như vậy, app sàn đó là cái nơi nó gọi là một cái sàn giao dịch hoặc là một sàn thương mại, thì cái nơi đó nó tập trung nhiều nhà bán hàng lên với nhau. Các bạn nắm chỗ này ha, nó tập trung nhiều nhà bán hàng lên đó để buôn bán hàng hóa trên một cái khu vực, một cái khu vực nào đó hoặc là một cái khu vực điện tử nào đó, một cái sàn nào đó thì gọi là app sàn giao dịch, sàn thương mại điện tử. Vậy với một cái ví dụ là Shopee mà mình đang trả lời đúng đó là app sàn, vậy thì quay trở lại ngược lại cái câu hỏi của thầy đang là app thương hiệu là gì? Các bạn có mường tượng ra được những cái app thương hiệu của mình chưa? Rồi, cho anh hỏi một chút ha, mấy bạn nữ ơi, các bạn nữ ơi, các bạn có mua mỹ phẩm không? Đã từng mua mỹ phẩm ở những cái thương hiệu nào rồi? Có thể chia sẻ anh đây cho anh không? Hỏi các bạn nữ nha, mình chia sẻ thôi, cái này mình chia sẻ thôi. Mình hay mua. Cảm ơn bạn Thanh Trúc, bạn trả lời là trên app Hasaki. Các bạn nữ khác thì sao? Các bạn nữ khác thì không không mua luôn hả? Không có mua hả? Hay là chạy trực tiếp ra mua hả? Mình đang hỏi rằng là các bạn có mua mỹ phẩm ở những cái thương hiệu nào hay không á? Bạn có thể chia sẻ ra đây không? Cảm ơn Thủy Đỗ, app Hasaki, Lam Thảo, Comastic, chính xác ha. Rồi, cảm ơn các bạn ha. Thì bây giờ anh sẽ mượn cái câu trả lời của các bạn mình ở đây, nó có một cái cụm từ là app Hasaki. Đó, đó là một dạng app thương hiệu đó các bạn. Tức nghĩa là cái app đó chỉ dành riêng cho một thương hiệu thôi. Nó dành riêng cho một công ty nào đó. Được không ạ? Nó mang tên cái thương hiệu công ty đó. Cho nên là app thương hiệu. Nắm chỗ này giúp anh ha. Rồi. Đó thì mình sau những cái câu trả lời của bạn nào là bán hàng qua các sàn thương mại điện tử là app sàn một nè. Qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo nè. Qua website nè thì mình có một cái rất là đặc biệt, đó là bán hàng qua app thương hiệu, và đó là một trong những cái đẳng cấp nhất ở cái thời điểm hiện tại ha. Rồi, ở đây anh sẽ show ra cho mọi người cái phần ôn tập như vậy. Mình có tất cả các kênh bán hàng và anh đã chia ra thành hai dạng như vậy. Mong các bạn nhớ giúp anh rằng là với những cái kênh như vậy á, mình sẽ khai thác khách hàng theo những cái cách nó khác nhau. Được không ạ? Chứ không phải rằng là cái kênh nào mình cũng khai thác khách hàng giống nhau. Và đó là một trong những cái yếu tố đầu tiên nhất để bước vào cái bài ngày hôm nay. Bước vào cái bài ngày hôm nay, mình ôn lại những cái kênh bán hàng của mình xong. Và bây giờ mình sẽ với cái bài ngày hôm nay mình sẽ làm cái gì với cái lượng khách hàng đến từ các kênh này. Được không nào? Rồi. Câu hỏi của anh để bắt đầu cái buổi học ngày hôm nay đó là sau khi bán được hàng, bạn sẽ làm gì tiếp? Với vai trò là bạn là người chủ cửa hàng chẳng hạn, bạn là seller, bạn làm cái gì tiếp sau khi bán được hàng cho khách hàng?
các bạn tha hồ brainstorm ha, các bạn hỏi chat và ô chatbot. Mình bán được hàng xong mình xong mình làm cái gì nữa mọi người? Không làm gì nữa hả các bạn? Yeah, cảm ơn bạn trả lời đầu tiên. Bạn Quang Khoa trả lời là tặng voucher cho lần mua kế tiếp. Dạ, yeah, chính xác em. Tuyệt vời. À, tặng voucher cho lần mua kế tiếp. Rồi, đó là một ý tưởng tuyệt vời. Cảm ơn bạn Quang Khoa. Các bạn khác như thế nào? Mình bán hàng xong rồi mình làm gì nữa? Đóng cửa hả? Đóng cửa không bán nữa. À, bạn Thanh Trúc thì trả lời là quan tâm đến trải nghiệm của khách hàng, xử lý và trả lời giải quyết khiếu nại. Tuyệt vời em. À, em sẽ với mấy cái ý tưởng đó, em sẽ một trong những nhà bán hàng tuyệt vời sau này đó, giữ cái ý tưởng đó nha. Đúng là Thanh Trúc ha. Rồi, mình còn làm gì nữa mọi người? Hai bạn rồi, các bạn khác thì như thế nào? À, các bạn ơi, mình đang học cái ngành liên quan đến ngành thương mại điện tử ha. Các bạn sau này sẽ là những nhà bán hàng, tạm gọi là những người kinh doanh thương mại điện tử. Thì mình cần phải thuần thục những cái ý tưởng này để mình phục vụ cho trước mắt là những cái bài tập của mình. Sau này mình sẽ ra ngoài mình bán hàng, mình tự phát triển kinh doanh của mình, hoặc là mình sẽ đi làm những cái công ty kinh doanh rất là lớn. À, tất cả những công ty kinh doanh họ cần những cái ý tưởng và họ cần cái người thực thi. À, thì thầy đang 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 cố gắng hướng dẫn cho các bạn brainstorm cùng với các bạn để các bạn đưa được những ý tưởng và thực thi nó như thế nào. A bạn Tiến Đạt thì trả lời là gửi lời cảm ơn đến khách hàng qua họp thoại. À, tuyệt vời. Đúng rồi, mình bán được hàng thì mình phải cảm ơn người ta, đúng không? Mình không gặp mặt trực tiếp người ta được thì mình sẽ cảm ơn người ta bằng nhiều cách khác, đúng. À, bạn bạn Hiệu thì trả lời là đúng rồi, là tính toán doanh thu bán hàng cuối ngày phải biết lời hay lỗ. Chính xác, đúng rồi, bán hàng mà mình phải biết mình lời hay lỗ chứ, để mình biết ngày mai mình cần phải làm cái gì. Rồi làm gì nữa mọi người, nhiều lắm, nhiều ý tưởng lắm. Mình có kiểm kê lại kho hàng của mình không? Hay là mặc kệ? Mọi người, mình có cần phải kiểm kê lại kho hàng của mình không? Mình có cần phải kiểm tra nhân viên của mình bán hàng như thế nào không? Mình có cần phải xem coi là cái sản phẩm nào đang hot trên thị trường và nó có ứng với sản phẩm mình bán được ngày hôm nay không? Trong tháng này, trong tuần này. Rồi, mình có cần phải quan tâm đến những cái nhân khẩu học khách hàng không? Sản phẩm của mình bán ra có đang phù hợp với cái lượng người ở cái khu vực mình đang kinh doanh hay không? Có được ủng hộ cụ thể ở bộ một cái thị trường nào đó khác hay không? Nó có rất nhiều cái để mình cần phải suy nghĩ, đúng không? Người ta nói rằng là giống như là ở bên ngoài đó, người ta hay nói câu rằng mà cái người đó làm chủ họ sướng, cái người làm chủ họ sướng, có nhân viên làm hết rồi. À, cái ông đó, cái bà đó phải làm chủ, không cần làm cái gì hết, có nhân viên đứng bán hàng giùm, có nhân viên giao hàng giùm đó, họ sướng lắm. Nhưng mà thật sự có sướng như vậy không mọi người? Có sướng như là những gì người ta hay nói không? À, sướng làm sao mà được với những cái mà các em vừa cùng với thầy vừa mới liệt kê ra, đúng không? À, những cái suy nghĩ đó có xuất phát từ các bạn nhân viên hay không, hay là chỉ xuất phát từ người chủ thôi? À, thì bây giờ mình sẽ tìm hiểu ha, sau khi bán hàng mình cần phải có những cái động thái gì. À, nó mới đúng đúng cái chuẩn của gọi là cái việc gọi là tối ưu hóa cái việc bán hàng thương mại điện tử. À, rồi
cũng không thấy cái ý tưởng nào thêm, cho nên rằng là tạm thời mình sẽ ngưng cái câu hỏi là sau khi bán hàng mà mình làm cái gì nữa ha, tạm thời mình ngưng cái đó, cái lát chút xíu nữa là anh sẽ hỏi lại được không? Rồi bây giờ mình sẽ có một cái mô hình như vậy ha. Sau khi bán hàng mình sẽ làm cái gì tiếp? Câu trả lời ngay lúc này đó là mình sẽ tìm cách chăm sóc khách hàng của mình. Chăm sóc khách hàng là như thế nào đây? Làm trùng với một số ý như các bạn hồi nãy trả lời đó là cảm ơn khách hàng, viết giấy note cảm ơn qua hội thoại, cảm ơn qua mail, cảm ơn qua tin nhắn, cảm ơn bằng bất kỳ cái hình thức gì. Đó là cái động thái đầu tiên để mình chăm sóc khách hàng của mình. Nhưng mà mình chỉ có dừng lại cái cảm ơn không, mình sẽ làm được nhiều hơn cái nữa. Và mình muốn làm được nhiều hơn thì mình cần phải có các yếu tố nào để mình chuẩn bị cho cái việc chăm sóc khách hàng nó chuẩn chỉnh hơn. Ở trong cái thuật ngữ kinh doanh đó, nó có một cái cụm từ là after sale. Sale á, là đi bán hàng á, thì nó có những cái giai đoạn ha, trước bán hàng, trong khi bán hàng và sau khi bán hàng. Thì bây giờ mình bán được hàng rồi á, thì coi như là cái bài trước mình học là các cách bán hàng đúng không mọi người, đúng không? Mình học các cách bán hàng rồi, bây giờ coi như mình bán được hàng rồi thì bây giờ mình làm cái gì để mình chuẩn bị chăm sóc khách hàng cho nó tốt? Thì cái yếu tố đầu tiên mà mình cần làm á là mình cần phải phân tích lại cái công việc bán hàng của mình, phân tích xem báo cáo, mình nghiên cứu thị trường để mình coi coi cái công việc của mình nó có đang ổn hay không. Nắm chỗ này ha. Rồi mình phân tích xong, mình đưa ra được cái gạch đầu dòng A, gạch đầu dòng B, gạch đầu dòng C để mình đưa ra chiến lược tiếp theo, được không? Rồi phân tích là phân tích cái gì? Chút xíu nữa mình sẽ nghiên cứu. Rồi bên cạnh cái việc phân tích thì mình sẽ cần phải có được cái danh sách khách hàng, để mình tìm hiểu thông tin của họ, mình tìm hiểu quán tính của khách hàng của mình, tìm hiểu thông tin, tìm hiểu tất tần tật về những cái thói quen cũng như sở thích khách hàng của mình. Ở trong ngành kinh doanh đó, nó gọi là nghiên cứu cái nhân khẩu học khách hàng. Thì mình nghiên cứu ở đâu? Mình nghiên cứu ở trong cái hệ thống CRM của mình, được không? Và cái hệ thống CRM nó làm được những cái gì? Ngày hôm nay mình sẽ học chi tiết cho nó. Rồi mình phân tích báo cáo hoạt động kinh doanh, mình nghiên cứu và khách hàng xong xuôi, mình coi rất nhiều thông tin, rồi mình làm cái gì nữa? Mình đưa ra các chiến lược marketing đúng đắn. Rồi marketing nghĩa là gì? Marketing chắc là các bạn nghe cũng rất là nhiều rồi đúng không? Nhưng mà marketing nó chỉ không nó không dừng lại cái từ gọi là quảng cáo không nha các bạn. Mục tiêu của quảng cáo để làm cái gì? Để tiếp tục làm hài lòng khách hàng sau khi bán hàng và có thể mang lại doanh thu tiếp theo sau đó nữa. Đó là cái mục tiêu của marketing. Thì ngày hôm nay là mình sẽ xoay quanh ba cái yếu tố này các bạn ha. Và với cái ba yếu tố này á, các bạn sẽ vận dụng nhuần nhuyễn nó ở trong cái hệ thống GoSell để các bạn phục vụ cho cái việc làm bài tập cũng như là bán hàng thực hành của các bạn, được không nào? Rồi khi mà các bạn nhuần nhuyễn hết ba cái yếu tố này, các bạn nhuần nhuyễn hết rồi, các bạn sẽ có được những ý tưởng, và các bạn sẽ áp dụng vào công việc của các bạn, và từ đó các bạn có thể đưa ra được những cái chiến lược bán hàng tiếp theo sau đó nữa. Đó, mục tiêu của cái bài ngày hôm nay mình sẽ nói về những cái yếu tố này để cuối cùng là mình sẽ làm cái gì tiếp, bán hàng được nhiều hơn nữa và bán cho ai, bán như thế nào, đưa ra được các chiến lược cụ thể ứng với cái sản phẩm cũng như là những cái sự thích nghi của thị trường của mình với cái nền tảng bán hàng của mình. Rồi ok ha. Rồi cho anh hỏi một chút nè, bây giờ mình đang có mấy cái nhóm ở đây? Cho mình hỏi rằng là các nhóm học tập của mình á, theo như mình nghe cô Giang đang nói đó là các bạn ở cái nhóm gọi là cái nhóm thực thi đúng không?
Các bạn phải đưa ra được cái chiến lược để bán hàng đúng không? Các bạn có thể chia sẻ rằng là nhóm của mình đang kinh doanh cái sản phẩm gì không? Hoặc là mình đã có ý tưởng gì chưa? Mọi người. Nhóm 1 nè, anh hỏi từng từng nhóm thử đó nha. Nhóm 1 mình đang bán cái gì ta? Mình chuẩn bị bán hay mình đang bán cái gì chưa? À, nhóm 1 làm nghiên cứu. À, ok, không sao. À, nghiên cứu thì mình sẽ nói chuyện sau với nghiên cứu. À, nghiên cứu á, thì nó có cái phần phân tích nha. Các bạn nghiên cứu á, lúc chút xíu nữa là sẽ nghe kỹ cái phần phân tích nha. Để mình biết mình nghiên cứu cái gì. Được không? Hỏi vậy nhóm 2 đâu? Hoặc là các bạn khác, các bạn nhóm khác, à, các bạn có thể chia sẻ các bạn định hoặc là kinh doanh cái gì không? Đừng đừng đợi thầy gọi đến, nó lâu lắm. Rồi tới 16, 18 nhóm mà tôi gọi từng nhóm chắc là hết giờ quá. Các nhóm kia mạnh dạn vô trả lời đi các em. Nhóm mình kinh doanh về cái gì? Mình bán Có cái gì? kế hoạch kinh doanh chưa? Triển khai như thế nào? Cơ bản đi các Thôi, thầy hỏi đó thầy chỉ á. em. Bán sản phẩm gì thấy ổn ổn thầy ủng Đáng hộ lát nữa luôn. đầu tư cho nhóm luôn. Các bạn khác bạn bây giờ là ví dụ mình định bán cái gì chưa, mình đã bán chưa, hay là mình chỉ mới dừng lại ở ý tưởng thôi, mình đã bắt tay vào làm chưa, hay là mình đã đăng bán tới bước nào rồi, các bạn có chia sẻ không? Rồi bây giờ ngại quá rồi, ngại ngùng quá rồi. Bây giờ cho mình hỏi nè. Có ai bán hàng trên Facebook ở đây không? Có ai đã từng bán hàng trên Facebook không? À, thấy hôm bữa một số báo cáo đổ lại là có một cũng khá là nhiều sinh viên mình bán hàng ở trên Facebook nha. Có nha. À, cảm ơn bạn Duyên nè. À, bạn Duyên có bán hàng trên Facebook nè. À rồi, bạn Duyên thuộc nhóm 11 á, bạn có áp dụng cái sản phẩm của mình đang bán vô cái bài tập của mình luôn không? Có không em? Dạ có ạ. Đó, tuyệt vời. Đó. À, các bạn khác thì như thế nào? À, sẵn cho thầy hỏi là em bán cái gì trên Facebook vậy? Tò mò quá. Dạ em bán xịt thơm toàn thân body mist ạ anh. À, tuyệt vời. Ok. Rồi đó, đó là một sản phẩm mà có thể hiện hữu ha. Và nó nên có cái chiến lược cho nó. À, khi mà mình lên được cái chiến lược á, là mình sẽ bán đúng khách hàng nè, bán đúng thời điểm nè, mình sẽ tiếp cận họ dễ hơn nè. Được không nào? Và mình lên lịch để mình tiếp cận khách hàng, những khách hàng tiềm năng, những khách hàng chưa gặp, những khách hàng đã mua hàng của mình rồi mình sẽ có những cái gì. Đó. Được không? Rồi các bạn khác thì như thế nào? À, nhóm 11 đây nhiều nè, nhóm 13 như 14. Các bạn bán cái gì nhỉ? Và em đúng không? Thầy mời em đúng không thầy? Đúng rồi, nhóm 14. Dạ nhóm em bán thùng giấy cạc tông á, nhưng mà nhóm em bán chủ yếu là ở trên Shopee nhiều hơn trên Facebook. Facebook chủ yếu là chỉ có khách sĩ thôi. Bán gì em? Bán Bán gì? thùng giấy cạc tông á. À, thùng giấy hả? Dạ À, đúng cũng rồi. hay ha. Dạ. Thùng giấy, ok. Mà bạn chỉ bán trên những cái sàn thương mại điện tử thôi đúng không? Mà bán Dạ. là bán sỉ không đúng không? Ok. Không, ở trên Shopee á, thì tụi em bán cho khách lẻ. Còn giờ này tụi em mới có cái kênh Facebook để chủ yếu là gom sỉ á. Gom À. sỉ trên Facebook. Bán trên Shopee là để kiếm kiếm khách lẻ, còn bây giờ đang Dạ. tìm khách để gom sỉ trên Facebook. Dạ. Ok, tuyệt Bên trên vời. Shopee thì tụi em cũng bán lâu rồi. Tụi em cũng bán từ hồi mấy môn trước lận. Cho nên cũng có khách rồi. Có Thì khách bây giờ rồi đúng không? tụi em mới tính mở rộng ra tìm khách sĩ ở trên Facebook thêm. Tuyệt vời ha, ok. Đó đó là những ý tưởng kinh doanh tuyệt vời ha. Các nhóm khác thì như thế nào? Rồi, tạm thời ha là mình sẽ dừng cái câu hỏi là cái sản phẩm gì ở đây, tại vì á
là thầy cần có một vài cái ví dụ để mình giờ mình đưa vô mình phân tích, để mình phân tích nè ha. Rồi à, cái bước đầu tiên á, là mình sẽ vào phần cái phần phân tích. Rồi à, như thầy có nói sơ nãy á, mình đã nắm rất rõ cái sản phẩm của mình để mình bán rồi à, thì bây giờ mình bán được hàng rồi, mình cần phải có cái chiến lược để chăm sóc khách hàng à, thì mình cần phải phân tích những cái gì. Đây, anh xin phép thầy sẽ xin phép mở luôn cả cái hệ thống của mình ra để mình cùng với nhau xem coi là mình cần phân tích những cái yếu tố nào trong cái hoạt động kinh doanh của mình. Đó. Rồi, có thể là các bạn chưa có tài khoản của GoSale ha. Tuy nhiên thì chắc là sau ngày mai các bạn cũng sẽ có. Thì thầy cũng sẽ giới thiệu sơ qua trước khi đi vào cái phần phân tích. Thì giới thiệu sơ qua luôn là đây là cái nền tảng GoSale của mình. Cái nơi mà các bạn sẽ vào để thực hành đăng sản phẩm, bắt đầu mình buôn bán trên này. Và đây là cái tài khoản thực tế luôn nha các bạn. À, thì với cái tài khoản GoSale á, thì cô sẽ cung cấp cho các bạn cái website. Đây, ví dụ như cái website của team của thầy đây. Thầy thì bán bánh à, thầy mê ăn bánh lắm cho nên là thầy bán bánh đó. Thì với những cái mà mình đăng ở trên này, đây là những cái website thực tế nha các bạn ha, thì khách hàng có thể click vào mua ngay lập tức. À, đây là một website chuẩn thương mại điện tử. Được rồi, cái này thì chắc là các bạn đã được giới thiệu ở cái bài trước rồi ha. Rồi khi đăng nhập vào thì nó có rất là nhiều cái chức năng để quản lý cái hoạt động kinh doanh của mình. Trong đó nó có một cái chức năng đi vào cái phần của ngày hôm nay, đó là phần phân tích cái hoạt động kinh doanh, phân tích báo cáo hoạt động kinh doanh của mình. Rồi với cái phần phân tích này mình sẽ xem được cái gì? Thầy ví dụ, là ở đây ha, mình sẽ coi được cái từ thầy lót cái mạng có vẻ hơi chậm. Mình sẽ coi được các hoạt động kinh doanh theo kênh bán hàng, theo từng chi nhánh bán hàng, từng nền tảng bán hàng. Thậm chí mình nếu mình có nhiều nhân viên, mình phân cho các bạn nhân viên những cái tài khoản và mình có thể coi được từng bạn nhân viên bán hàng như thế nào. À, là một cái. Đây là những cái tab cho phép mình coi những cái đó. Rồi, mình sẽ coi được các thông tin gì? Mình sẽ coi được hoạt động kinh doanh của ngày hôm nay so với ngày hôm qua như thế nào ở đây, trong 7 ngày qua, trong một tháng qua, à so với tuần trước, tháng trước, hoặc là trong tuần này, tháng này, hoặc là xem cả năm này. Rồi ở đây á, thì với hệ thống của mình á, đây là một cái hệ thống quản lý các hoạt động kinh doanh ha, thì mình sẽ xem được những cái yếu tố này để làm cái gì, để mình biết, để mình điều chỉnh cái công việc của mình cho nó đúng. Ví dụ ở đây thì có thể là mạng hơi chậm ha, cho nên nó đang lót đó mọi người, thông cảm thầy ha. Thì tạm thời trong lúc nó đang lót đó thì thầy sẽ giới thiệu sơ là khi mà mình sẽ coi được cái gì đây. Ví dụ như trong này các bạn là người chủ đúng không, các bạn là người chủ doanh nghiệp, các bạn sẽ coi được là doanh thu của ngày hôm nay là bao nhiêu, nó sẽ hiện ở cái ô này đây đây nè. Rồi cái mà mình cần nhất đó là cái lợi nhuận sau thuế nằm đây. Rồi trong từng cái ô này nó sẽ giải thích hết tất cả các ý nghĩa doanh thu, tổng số đơn hàng bao nhiêu người đặt, tổng số vốn phí giao hàng, giảm giá, mình đã áp dụng những cái chương trình giảm giá và đã giảm bao nhiêu tiền trong ngày hôm nay. Rồi mình có bao nhiêu cái phần phải hoàn tiền, rồi mình sẽ có bao nhiêu cái phần phụ phí, bao nhiêu khách nợ và nợ bao nhiêu tiền. À đó, rồi mình sẽ coi được những cái thông số này ha, đó là cơ bản. Rồi mình sẽ phân tích những cái gì phía dưới đây. Với một cái hệ thống hoàn chỉnh như vậy, nó sẽ cung cấp cho các em cái góc nhìn của một người chủ. Ví dụ doanh thu theo nhân viên, à mình có thể coi theo nhân viên bạn nào bán tốt nhất, doanh thu theo cái địa chỉ giao hàng ở đây. Doanh thu theo địa chỉ giao hàng nghĩa là gì? Là các bạn bán hàng đó,
Tạm gọi là mình bán hàng ở rất là nhiều cái kênh đúng không? Nhiều cái kênh thì như lúc nãy là thầy có ôn bài rồi. Nhiều kênh là đến từ nhiều nguồn khác nhau. Có rất là nhiều người ở tỉnh họ đặt hàng của mình chẳng hạn như vậy. À, mình sẽ coi được cái địa chỉ giao hàng. Rồi cái địa chỉ giao hàng này ví dụ ha, mình sẽ nghiên cứu cái gì đây? Mình sẽ phân tích được rằng là ở trong cái hoạt động kinh doanh của mình, cái sản phẩm của mình đang bán thì được ủng hộ nhiều nhất ở những cái tỉnh thành, những cái khu vực nào để mình biết đường mình mở thêm chi nhánh, mình tuyển thêm nhân viên, mình tuyển thêm đại lý nữa. Đó, để mình phụ trách riêng cho cái thị trường nó đang ủng hộ sản phẩm của mình. Được không? Đó. Rồi. Mình có thể coi theo cái danh sách báo cáo theo cái hệ thống mình đang đổ ra cho mình đó là trong cái khoảng thời gian mà mình chọn ở đây nè, ví dụ thầy để là 1 năm đi, đây thì nó load hơi chậm ha, không biết mạng bị gì rồi, thì trong 1 năm qua thì sản phẩm nào bán chạy nhất chẳng hạn nó cũng sẽ thể hiện đây cho mình ha. Rồi nhân viên bán nhiều nhất nó cũng sẽ thể hiện ở đây, hoặc là mình có thể coi cái bộ lọc từ cao tới thấp thì từ thấp tới cao đều được. Đối với những sản phẩm bán chạy nhất thì mình sẽ có các ý tưởng gì, mình nhập hàng nhiều hơn, mình thiết kế ra nhiều sản phẩm tương đương. Rồi đối với những sản phẩm mà bán ít chạy, bán ế nhất thì mình làm cái gì với nó, mình xây dựng nhiều cái chương trình khuyến mãi để kích cầu cái việc khách mua hàng, được không? Rồi các bạn nhân viên bán nhiều và bán thấp thì mình cần có những cái chế độ, ví dụ các bạn nhân viên bán giỏi thì mình thưởng, hoặc là mình sẽ có các chế độ bồi dưỡng, đưa lên trưởng nhóm chẳng hạn, hoặc là những các bạn nhân viên bán hơi chậm thì mình cần phải có cái chế độ đào tạo họ, đúng không? Rồi cái đó là mình phân tích cái báo cáo của mình. Đó. Sau khi mình phân tích xong, mình phân tích xong đó, thì mình làm những cái gì khác? Mình phân tích xong thì đối với cái người chủ họ cần phải có một cái góc nhìn và đưa ra cái chiến lược. Đưa ra chiến lược như thế nào thì tùy. Ví dụ ứng với mỗi cái ô ở đây là mình đều có được cái chiến lược nữa. Mình có thể mở thêm chi nhánh ở những cái khu vực, ví dụ như là shop của mình bán bánh chẳng hạn, và bán bột bánh chẳng hạn. Ví dụ ở một cái tỉnh thành ở Tây Nguyên, ở Gia Lai chẳng hạn, họ mua rất nhiều, cho nên là mình sẽ tìm cách để mình mở thêm một cái chi nhánh ở Gia Lai. Mở thêm chi nhánh ở Gia Lai. Với GoSale rất dễ thôi, mình vào phần cài đặt này để mình mở thêm chi nhánh thôi. Mình vào phần quản lý chi nhánh đây, mình mua thêm cái chi nhánh ở đây là mình có thể đăng ký một cái chi nhánh rồi, nó rất đơn giản. Rồi với những cái thông số khác, ví dụ như là mình có thể coi theo gọi là nhân viên đi, thì mình sẽ tuyển dụng nhân viên mà mình đăng ký nhân viên thì cũng rất là dễ dàng với nền tảng của mình sẽ vào đây và mình tạo thêm thông tin nhân viên mới, mình sẽ quản lý được họ, mình sẽ phân quyền cho họ, nhân viên bán hàng, nhân viên làm trưởng nhóm, trưởng ca gì đó, nhân viên kho, nhân viên về marketing, tần tật những cái loại quyền mình đều phân được ở đây cả. Đó. Rồi cái đó là cái hoạch định nội bộ của mình ha. Rồi bây giờ chiến lược ra ngoài như thế nào nè, chiến lược ra bên ngoài như thế nào? Đối với những cái sản phẩm bán chạy và bán thấp mình có các ý tưởng gì? Đối với cái sự thu hút, đối với các sự thu hút về shop, về website như thế nào, mình có các ý tưởng gì? Bây giờ mình sẽ đưa ra được những cái hướng, mình cùng nhau mình brainstorm để đưa được những cái hướng để tạm gọi là có những cái ý tưởng từ những cái phân tích của mình. Rồi. Rồi mình nhìn lại ha, mình đang ở cái ô gọi là phân tích ở đây các bạn ha. Mình sẽ có ba cái phần phân tích xong rồi mình sẽ đưa ra được cái yếu tố nào. Mình phân tích xong rồi mình lấy cái gì để mình marketing. Được không? Đó là bắt đầu mình phân tích xong rồi mình sẽ đưa ra cái ý tưởng đây nè. Rồi chiến lược bán hàng. Rồi thầy nhớ hồi nãy có một bạn lúc mà thầy hỏi liền á, bạn trả lời là giảm giá. Sau khi bán hàng này mình tặng cho khách hàng cái giảm giá. Rồi bây giờ giảm giá, các bạn có thích giảm giá không? Mọi người.
Các bạn sinh viên ơi, các bạn có thích mua hàng mà được có nhiều voucher giảm giá không? Dạ Cũng thích, có ạ. ai cũng thích, cái đó là cá luôn á, ai cũng thích đó. Ok, chính xác ha, có ha. Rồi bây giờ mình trên vai trò là cái người chủ shop, cái nhà bán hàng, mình biết được rằng là cái người mua hàng họ thích giảm giá, thì bây giờ mình cần có các ý tưởng gì để mình giảm giá đây. Rồi các bạn hãy liệt kê ra cho anh những cái chương trình giảm giá mà các bạn có thể biết, voucher giảm giá. Liệt kê ra đây, chat ra đây thử, giúp thầy coi các bạn nắm được những cái yếu tố nào để xây dựng các chương trình giảm giá. Hồi nãy các bạn bạn có anh nhớ không lầm là bạn 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 Nam nào đó trả lời là xây dựng voucher giảm giá. Anh cũng đang mong đợi cái ý tưởng tiếp theo của bạn. Bạn kêu giảm là giảm cái gì? Giảm giá như thế nào? Chắc ra đây thử. Rồi bây giờ suy nghĩ đúng không? Hay là ngại chat đúng không? Thì bây giờ thầy hỏi nè. Mình đi lên trên Shopee có bao nhiêu loại voucher giảm giá ta? Mọi người kể nghe ra cho thầy nghe thử coi. Ai hay săn đồ trên Shopee nào? Có bao nhiêu loại cái dạng voucher và giảm giá ở trên đó? Mình chia sẻ ra để thử. Voucher ở trên Shopee có bao nhiêu dạng ta? Các loại dạng nào mà gọi là giảm giá ta? Cái giảm giá đầu tiên mà người ta hay săn nhất á, ở các sàn thương mại điện tử nó là dạng gì? À, cảm ơn bạn Thanh Thủy, nhóm 14 tuyệt vời. Voucher giảm phần trăm, voucher hoàn tiền, voucher free ship, voucher người bán. À, tuyệt vời. À, là cái này là em trả lời cho cái sàn ở trên Shopee đúng không? Hay là trả lời chung chung? À, ok, Shopee. Các bạn khác thì như thế nào? À, mình là những chuyên gia chuẩn bị trở thành chuyên gia bán hàng thương mại điện tử, mình có hay săn sale không? À, các bạn nắm thử trả lời đúng rồi ha, cảm ơn em. Shopee thì nó có những cái dạng voucher, nó có ba loại ha. Free ship voucher, voucher Shopee voucher và seller voucher, nó ba dạng. Và tùy theo trong mỗi cái dạng nó chia ra là giảm theo phần trăm hay giảm theo số tiền, rồi hoàn tiền hay là hoàn xu. À, nó có nhiều cái dạng như vậy ha, và mỗi một cái voucher, mỗi cái giảm giá này nó có những cái T&C nhất định. À, rồi đối về giảm giá, mình phân tích xong mình đưa ra chiến lược. À, ví dụ như là sản phẩm, mình sẽ có các phần giảm giá như sau: giảm giá trực tiếp bằng bằng tiền. À, mình giảm giá bằng tiền thì nó sẽ thể hiện ở các hình thức dạng voucher như là miễn phí vận chuyển chẳng hạn. À, hoặc là giảm giá trực tiếp bao nhiêu tiền đó, hoặc là giảm theo phần trăm. Ví dụ theo anh thấy hiện tại ở trên Shopee hình như là đang là giảm theo cái phần trăm nhiều đúng không bạn, đúng không bạn? Hiện tại luôn á, ví dụ như ngày hôm nay nè, mình đi vô, mình vô Shopee là hình như anh đang thấy có một loạt voucher là nó chỉ giảm theo phần trăm đúng không các bạn, đúng không? Nó đang đâu có cái nào mà giảm trực tiếp bằng số tiền đâu đúng không? À, đó thì đây là một trong những cái hình thức giảm giá quen thuộc nhất, ở tất cả các nơi họ giảm giá đều như vậy. Rồi, các hình thức giảm giá gì nữa đây? Giảm giá bằng sản phẩm, giảm giá bằng sản phẩm. À, nó có những cái dạng như là mua một tặng một. À, dùng thử sản phẩm.
Đó. Thì cái này nó ứng với những cái bạn nào mà quyết định mở shop kinh doanh thì mình nên có cái chương trình giảm giá sản phẩm này. Cái gì cũng vậy á, người Việt Nam mình rất là thích cái vô mà trải nghiệm ha, giảm giá ha, mua một tặng một ha, và đặc biệt là cho dùng thử nha. À, cái này sẽ thu hút người ta. Đây là cái hình thức và giảm giá mà theo theo đánh giá rằng là rất phổ biến đối với những cái cơ sở kinh doanh mà họ buôn bán hàng trực tiếp tại cửa hàng. Rồi, giảm giá theo các yếu tố thời vụ. À, thời vụ ở đây nghĩa là gì? Lễ hội. Lễ hội tức nghĩa là Tết Trung Thu chẳng hạn. À, ngày mai ngày mốt gì Tết Trung Thu rồi. À, sản phẩm của tôi có liên quan đến Tết Trung Thu không? Thì tôi sẽ tặng những cái voucher. À, rồi theo tháng theo ngày các bạn có thấy được rằng các sàn thương mại điện tử họ đang có những cái event giảm giá theo cái ngày, những cái ngày gì các bạn, những cái ngày gì hàng tháng đó, chuyên gia săn sale đâu hết rồi chuyên gia săn sale đâu hết rồi mà hỏi hàng tháng có ngày nào giảm giá rồi. Hay im rồi hết. Ok, Nguyễn Việt Khánh tuyệt vời ha. Đúng rồi, 9 tháng 9, 10, 10, 8 tháng 8. Đó, nói vậy đó. Thì khi mà mình nắm được những cái yếu tố này. À, ngày đôi, à, cảm ơn, ngày đôi. Nắm được những yếu tố này thì mình cũng đưa ra được những ý tưởng đúng không các bạn? À, đó. Thì nếu mà nói về giảm giá đơn thuần đó là mình có được những cái hình thức giảm giá như vậy, như là những cái chiến lược như vậy ha. Rồi, về giảm giá còn cái gì nữa không? Còn nữa nha. Mình sẽ chuyển đổi cái hình thức giảm giá theo một cái dạng mà nó có kế hoạch hơn. À, ở đây thì hãy để là một cái business plan ha. Thì mình dựa trên các yếu tố khách hàng này để mình đưa ra được cái chương trình khuyến mãi cho cá nhân họ. À, khi mình có thông tin khách hàng, mình sẽ có được sinh nhật, mình sẽ có số lượng khách hàng đã mua nhiều hay ít, à, để mình phân họ vào cái lượng họ phải là khách VIP hay không. À, khách VIP ở đây á, nó thể hiện á, ví dụ như Shopee đi thì nó thể hiện qua cái hình thức gì các bạn? Shopee có phân biệt khách VIP khách thường không mọi người? Mua Dạ hàng có ở ạ. đây. À, cảm ơn bạn. Phân biệt làm sao bạn? Thành viên hạng vàng bạc kim cương. Yeah, chính xác, tuyệt vời. Đó, tức nghĩa là có cái thứ hạng thành viên đúng không mọi người? Và họ dựa vào đâu họ đưa ra được cái đó? Theo mọi người họ dựa vào đâu để họ phân biệt được đâu là thành viên hạng hạng bạc, hạng vàng, hạng kim cương? Theo mọi người thì họ dựa vào đâu? Họ có cái quy luật nào để họ đưa ra được những cái chỉ số đó không? Dạ, cảm ơn bạn Đạt ha. Số tiền mua hàng và cả số lượng đơn hàng nữa nha, nó có cái rule của nó đó. Cho nên rằng là đối với cái business plan của các bạn làm seller thì các bạn cần phải có những cái yếu tố này thu hút khách hàng. Đúng không ạ? À, bây giờ nó có một cái sự khác biệt nha. Ví dụ nha, ví dụ anh đang là thành viên kim cương chẳng hạn ở trên Shopee chẳng hạn, anh có cần thiết phải tạo thêm một cái tài khoản khác ở một cái sàn khác để anh mua hàng trở lại từ đầu không, hay là anh cần cái gì anh cứ vào Shopee anh mua thôi? Theo các bạn, mình có quá cần thiết phải tìm kiếm cái sản phẩm nào ở sàn khác nữa không, khi mình đã là thành viên kim cương ở một cái đơn vị, một cái nơi nào đó rồi? Mọi người có tìm thêm không? À, thành viên kim cương thì chắc chắn là sẽ được nhiều cái ưu đãi hơn rồi đúng không? À, theo mình nhớ không lầm là sẽ có nhiều voucher khuyến mãi hơn, sẽ được giảm giá nhiều hơn. À, nếu là mình thì yếu tố đầu tiên là mình đang là thành viên kim cương rồi, mình sẽ vào đó mình tìm trước, mình tìm sản phẩm trước. À, ít nhất là mình đã có những cái chương trình để níu chân khách hàng rồi.
tiếp nữa. Mình sẽ có cái gì nữa đây? Mình sẽ có các dịch vụ để hỗ trợ khách hàng của mình. À, mình có lên cả những cái chương trình dịch vụ dựa trên những cái plan của mình đặt sẵn. À, trong quý 1, quý 2, quý 3, quý 4. Quý 1 chúng tôi sẽ có những cái chương trình dành cho nhóm khách hàng A, nhóm khách hàng B, nhóm khách hàng C. À, rồi à, từ những cái nhóm khách hàng đó mình đưa ra dịch vụ à, mang quà tới tặng khách hàng à, đối với những sản phẩm có giá trị mình tặng họ là sẽ nhớ mình mãi thôi à, đó là cái kế hoạch. Rồi các chiến lược kinh doanh liên quan đến một cái plan dài hơi nữa là mình sẽ tổ chức các chương trình để thu hút khách hàng, mời khách hàng cũ kéo theo khách hàng mới bởi những cái chương trình, những cái event của mình. À, ví dụ như chương trình bốc thăm trúng thưởng, các game ở trên Facebook, các game ở trên website à, cho họ bốc thăm. Rồi à, các bạn có hay chơi những cái game mà bốc thăm trúng thưởng trên Facebook hay trên website không? Cái chương trình người ta hay chơi trên Facebook nhất là chương trình gì các bạn? Các bạn có nắm được cái này không? Có ai đã từng chơi cái chương trình bốc thăm nào trên Facebook không, hay là dự đoán hay trên Facebook không? Có mọi người hay là chưa bao giờ chơi luôn à? Wow. À, có bạn trả lời là dự đoán theo kết quả xổ số à, đó cũng là một trò chơi đó mọi người. Đúng rồi đó em à, nhưng mà để mà chơi được thì mình làm gì ta, mình có phải làm gì ta, bạn có thể trả lời tiếp giùm mình được không? Ví dụ một cái fanpage nào đó à, họ thu hút mình bằng cách là sẽ tặng quà cho mình sẽ vào cần phải làm một vài thao tác gì để mình dự đoán và mình nhận thưởng. Bạn trả lời à, phải tương tác là như thế nào, em nói cụ thể hơn được không? Ví dụ như là một cái fanpage nào đó yêu cầu em tương tác như thế nào? Like, share, fanpage, bài viết. Rồi gì nữa? Nhiều hơn thế nữa đó, có thể kể ra không? Like, tag tên, dự đoán kết quả, chính xác. À, nhiều cái. À, mình có mất quá nhiều thời gian để làm những cái này không mọi người? Mình có, nếu mà mình muốn nhận thưởng, thật ra một cái quà thưởng là nó giá trị chẳng hạn, nếu mà thật sự mình muốn nhận thưởng mình có mất quá nhiều thời gian để mình làm những cái thao tác theo cái pay yêu cầu không? Không có quá nhiều rồi ha, mà biết đâu mình trúng à. Đó là những cái bình thường thôi. Rồi bây giờ hỏi tiếp nè, có ai chơi những cái game trực tiếp ở trên web của một cái web bán hàng nào đó chưa? Im lặng quá chắc chưa hả? Chưa ai chơi hả? À, có một số website tổ chức bốc thăm trúng thưởng trực tiếp hẹn giờ luôn, viết một cái bài là 19 giờ tối ngày 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 25 tháng 9 nha, là sẽ có quay số bốc thăm trúng thưởng nha. Có những cái đó có hết nha các bạn à. À, thì thành ra là đó là những cái cách mà họ có những kế hoạch à, trong quý 1, quý 2, quý 3, và từ đâu họ có được những cái kế hoạch đó. À, thì họ dựa trên những cái phân tích báo cáo từ những CRM của mình. Rồi, business plan còn đi kèm những cái gì nữa? Trong cái kế hoạch phát triển kinh doanh á, và sau bán hàng á, nó còn có một cái yếu tố rất là hay, đó là những cái chương trình hợp tác. Thậm chí là hợp tác với khách hàng của mình luôn, những cái người mua hàng. Và cũng chính họ có thể làm partner của mình để đi bán hàng cùng với mình luôn. Được không? Anh nói tới đây các bạn hiểu được mường tượng là cái gì chưa? Ví dụ mình bán sản phẩm cho cái khách hàng A xong. À, mình có cái chương trình là nếu mà khách hàng A đó giới thiệu sản phẩm và bán được cho khách hàng B thì họ cũng có lợi luôn. Đó là hợp tác win-win đó mọi người. À, giới thiệu khách hàng. À, rồi. Với cái nền tảng của chúng ta có thể xây dựng được cả một cái nền tảng B2B luôn, kết hợp B2B là business to business luôn.
là mình kết hợp giữa doanh nghiệp của mình và doanh nghiệp khác, bán hàng chéo của cả hai bên luôn. Đó là những cái kế hoạch sau bán hàng mà mình có thể tiếp cận được với cái người đã từng mua hàng của mình, được không? Rồi từ đâu để mình triển khai được những cái này thì mình sẽ tìm hiểu cụ thể ở cái phần sau cùng với Go Sale. Nãy giờ là thầy brainstorm cái ý tưởng và mình sẽ tìm hiểu, mình sẽ thao tác và mình sẽ đặt các lệnh cũng như tạo các chương trình khuyến mãi ở cái phần sau của buổi học ngày hôm nay ha. Rồi mình sẽ back lại với cả nhà. Thì như phần 1 của buổi học ngày hôm nay thì mình có nói về các ý tưởng, có nghĩa là cái mục tiêu rằng là sau khi mình bán hàng được thì mình sẽ làm cái gì after sale. Thì thầy cũng đã nói về những cái ý tưởng để chăm sóc khách hàng đó. Thì đa phần rằng là mình sẽ cần phải xây dựng những cái chiến lược để mình tiếp cận tiếp khách hàng, giao tiếp với khách hàng bằng nhiều cái phương diện khác nhau, cũng như là xây dựng các chương trình giảm giá dành cho khách hàng của mình. Sau khi mình đọc các phần phân tích thì mình có thể đưa ra được những cái hướng như là mình mở thêm chi nhánh và mình xây dựng các chương trình khuyến mãi. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến vào cái giai đoạn 2, đó mình thực thi nó. Thì mình sẽ đến với cái phần đầu tiên, đó là mình sẽ nghiên cứu cái hệ thống CRM của mình. Đây, với GoSell thì cung cấp cho các nhà bán hàng một cái hệ thống CRM được tích hợp. CRM ở đây là gì các bạn? Các bạn đã nghe qua cái cụm từ CRM này chưa? CRM này chưa? Rồi, có bạn nào biết về CRM là gì không ạ? CRM, CRM là từ viết tắt tiếng Anh ha, nó là viết tắt của từ Customer Relationship Management. Có nghĩa là một cái hệ thống để mình quản trị cái lượng thông tin cũng như là cái mối quan hệ với khách hàng của mình. Dịch cái tiếng Việt nó đầy đủ như vậy. Thì CRM không phải một cái nền tảng nào cũng được tích hợp vô đây đâu. Thì với GoSell thì chúng ta đã được tích hợp vào ở đây là một cái nền tảng, một cái tính năng rất lợi hại ha. Với CRM chúng ta sẽ lọc được tất cả khách hàng đến từ tất cả các chi nhánh. Ví dụ như là shop của Minh thì đang có hai chi nhánh, thì mình có thể coi được hai chi nhánh. Mình có thể kiểm soát được khách hàng của các cộng tác viên đang quản lý. Những bạn cộng tác viên mà đang hợp tác với shop Minh đây, tên ở đây đây. Mình có thể kiểm soát được khách hàng của từng bạn nhân viên một. Ví dụ như bây giờ anh có rất là nhiều bạn nhân viên, anh chỉ muốn coi các bạn bé Lan này thôi. Thì mình sẽ coi được có bao nhiêu khách hàng từ bạn bé Lan này. Đây. Rồi mình dựa trên cái trang tổng quan mình sẽ thấy được mình là chủ mà. Mình đã giao cho các bạn này bán những khách hàng này mà sao mà có mấy đơn? 1, 2, 4, 5, 7 đơn. Và không hiệu quả, đúng không? Rồi, hoặc là mình có thể mình sẽ coi khách hàng đến từ các kênh, từ website, từ Facebook, từ Shopee, Lazada, từ landing page, từ form liên hệ, hoặc là mình nhập ở bên ngoài vào. Ví dụ mình sẽ coi được khách hàng đến từ 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 website chẳng hạn, mình có thể coi được. Mình sẽ coi được anh tắt cái tất cả nhân viên đi. Rồi hiện tại thì nó đang nó hơi bị lót, nó hơi bị lắc rồi. Rồi và ngoài cái việc mà có cái bộ lọc ra thì ta ngoài cái việc mà mình sử dụng bộ lọc ra thì mình sẽ có được cái tính năng là tạm gọi là mình sẽ nhập cái danh sách ở bên ngoài vào. Ví dụ như là mình sẽ có cái tính năng mình là doanh nghiệp, mình sẽ mua cái danh sách khách hàng. Các bạn có được cái danh sách khách hàng từ các nguồn nào đó chẳng hạn, từ các hộ doanh nhân, mình mua cái data từ các nơi khác để mình về mình phục vụ cho cái việc bán hàng của mình, thì mình cũng rất là dễ dàng để mình nhập vào cái danh sách. Mình sẽ có cái mẫu ở đây đây ha, mình sẽ có cái mẫu ở đây.
À, cái mẫu này của mình thì mình rất là dễ dàng để mình nhập thông tin vô thôi. Ví dụ mình có cái bạn Nguyễn Văn Nga này, email, số điện thoại, công ty là gì, ngày tháng năm sinh, giới tính, mình nhập vô đây. Hoặc là các bạn có danh sách khác mình copy vô đây, mình quăng vô đây. Rồi cái danh sách này cái mình import vào cái hệ thống của mình. Mình quăng cái danh sách vô đây là mình bấm nhập vào, đó sẽ đổ vô cái hệ thống này của mình ha. Thì khi mà mình đổ hệ thống vào á, khi mà đổ danh sách vào hệ thống của mình á, thì họ nghiễm nhiên là ở trong cái danh sách khách hàng này của mình, đúng không? Và mình tha hồ mình khai thác họ. Rồi với CRM mình làm được gì nữa? Với CRM mình sẽ tạo được cái phân nhóm khách hàng. Đây cái tạo thành phân nhóm ha. Phân nhóm để làm gì? Đối với cái mà nhân khẩu học thì mình sẽ phân nhóm. Ví dụ nhóm khách hàng là nam, nhóm khách hàng là nữ, nhóm khách hàng có con là bé trai, nhóm khách hàng có con là bé gái. Đó, với những bạn nào mà bán những cái sản phẩm dành cho các em bé chẳng hạn thì mình cần phải có được những cái nhóm khách hàng đó để mình tiếp cận nó đúng hơn, đúng không ạ? Rồi một số khách hàng mình sẽ tạo được, ví dụ như là một số nhóm ở đây ha, các anh chị trainer cũng tạo sẵn. Mình có thể thấy là nhóm khách hàng mới vào tháng 8 có 2 khách đây nè. Hoặc là nhóm khách hàng 2 tháng chưa mua hàng, nhóm khách hàng sử dụng cái ứng dụng của mình là từ iOS, iOS là cái nền tảng của iPhone. Tương tự như vậy mình cũng sẽ tạo được cái nhóm khách hàng sử dụng cái nền tảng là Android đó. Rồi những khách hàng mà là hạng đồng, hạng bạc, hạng vàng để mình tạo những cái chương trình khuyến mãi riêng cho họ. Và với cái công cụ, một cái tính năng tạo nhóm khách hàng rất đơn giản này, mình chỉ việc mình tạo cái điều kiện đó thôi. Ví dụ những khách hàng mà có những cái thông tin đơn hàng mà liên quan đến tổng tiền hàng, những khách hàng tổng tiền hàng lớn hơn bao nhiêu đi, ví dụ như là nhóm khách hàng lớn hơn 4 triệu, tổng tiền hàng từ trước giờ họ mua 4 triệu là sẽ vào cái nhóm này. Mình sẽ tạo một cái nhóm này để bắt đầu mình làm một cái chương trình khuyến mãi cho cái nhóm mua hơn 4 triệu này. Ví dụ anh thử bấm luôn ha. Rồi, rồi nó ra đây cái nhóm của mình ha, nhóm hơn 4 triệu, mua hơn 4 triệu, có 31 khách hàng. Rồi bây giờ mình sau khi mình có được cái phần nhóm khách hàng, mình sẽ làm cái gì tiếp với những khách hàng ở đây? Mình sẽ tạo chương trình khuyến mãi cho mình gửi tặng họ, đúng không? Ai thì với GoSale mình rất là dễ dàng ha, mình sẽ vào phần ưu đãi để mình tạo mã giảm giá hoặc là mình tạo chiến dịch giảm giá ở đây. Ví dụ với cái mã giảm giá thì mình làm cái gì? Mình tạo được voucher đó mọi người. Tên chương trình anh đặt nó lại ha. 269 thì tại hôm nay 26 tháng 9 nè. Rồi mình có áp dụng mã giảm giá này làm phần thưởng hay không? Có, mình tặng họ mà, mình tặng những người này mà, thì mình áp dụng. Rồi mình sẽ tạo một cái mã tự động, cái dạng voucher nó có một cái ký tự như vậy nè, không có ngày hết hạn luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đến với những cái hồi nãy mình brainstorm đây, mình tạo mã giảm giá theo phần trăm hay như sao. Ví dụ như giờ anh giảm 10%, anh giảm bao nhiêu tiền thì anh nhập vô. Ví dụ anh giảm 100.000 mà anh miễn phí vận chuyển, thì khi mà mình miễn phí vận chuyển thì hệ thống sẽ hỏi mình tiếp là miễn phí cho những cái nhà vận chuyển nào mình thích thì mình tích hết luôn. Ủa mà còn không thì mình trở lại với cái phần trăm hoặc số tiền cố định ở đây tùy mình đó. Ví dụ như bây giờ mình quyết định tặng cho họ 100.000, rồi mình có giới hạn cái tổng số lần sử dụng hay không? Có, một lần thôi, mỗi khách hàng chỉ sử dụng được một lần thôi. Rồi bây giờ nhóm khách hàng mình sẽ tìm đến cái nhóm khách hàng hồi nãy mà mình tạo, nhóm có tên gì mọi người nhớ không?
cái nhóm gì 4 triệu đó đây, mua hơn 4 triệu đây, có 31 khách hàng đây ha. Đó, mình tạo cái nhóm đó rồi bắt đầu mình khai thác đây nè, mình after sale đây các bạn ha. Mình sẽ áp dụng cho tất cả các sản phẩm, không yêu cầu tối thiểu, không yêu cầu chi nhánh nào hết, áp dụng tại tất cả các nền tảng đó. Xong rồi mình bấm luôn nha. Thời gian chạy từ ngày hôm nay và không có ngày hết hạn. Mình bấm lâu xong là nó ở trạng thái là đang chạy chương trình khuyến mãi này, thì các bạn phải mường tượng rằng một cái nhóm khách hàng 31 người hồi nãy là họ đã có được một cái voucher giảm 100 ngàn ở trong tài khoản của họ rồi. Các bạn nắm chỗ này giúp anh ha. Giống như mình dùng Shopee vậy đó. Mình dùng Shopee đó là mình vô mình cái kho voucher của mình là mình có được cái đó. À, và những người khác nằm ngoài nhóm này sẽ không có cái voucher đó. Đúng không ạ? Rồi, các bạn nắm chỗ này ha. Rồi, tương tự như vậy mình có các chương trình gì khác. À, mình còn cái chiến dịch giảm giá nữa. À, chiến dịch giảm giá là gì? Mình sẽ có cũng là cái khoảng thời gian nào đó mình giảm giá theo cái số lượng. À, một cái chiến dịch nó khác với lại cái voucher ở chỗ là chỉ trong cái thời gian thôi, hoặc là nó mang một cái tính tặng cái độ hot thôi. À, thì hai cái hướng khác nhau. Đúng không? Rồi mình sẽ có tạo được cái flash sale ở chỗ này. Flash sale. À, flash sale Shopee và tất cả các sàn khác cũng có rất là nhiều cái chương trình flash sale đúng không bạn? Không ngoại lệ. À, với GoSale chúng ta xây dựng được các chương trình flash sale và mình để ở trên cái website của mình như vậy đây. À, như các bạn thấy là đang có một đã kết thúc cái website, một cái flash sale nào đó trên website rồi. Và mình rất là dễ dàng để mình xây nó từ trong đây. À, mình sẽ tạo một cái chiến dịch flash sale trong cái khung giờ ngày nào đó. À, mình sẽ pin lên trên web. Và mình sẽ copy cái website này, mình sẽ lại quăng lên các hội nhóm Facebook hoặc là các kênh khác để mình tăng cái lượt tương tác qua lại. Được không? Rồi, với cái nhóm khách hàng mà đã có được cái voucher rồi á thì họ làm sao họ biết được thông tin? À, chúng ta có cái gì? Chúng ta có cái kênh tiếp thị được tích hợp sẵn ở trong GoSale để mình thông báo đến họ. Đầu tiên thì mình sẽ có được cái landing page. Landing page là trang web một trang ha, thì nó sẽ một lần nữa nó nhấn mạnh cái chương trình, ví dụ như flash sale hay giảm giá, mình copy cái mã voucher mình lên trên cái trang web. À, rồi, mình sẽ có cái chiến dịch email marketing. Đây. Ví dụ như là bây giờ anh muốn gửi email đến cái nhóm 31 khách hàng đó. À, thì anh sẽ làm cái email. Rồi, mình sẽ lại một lần nữa mình gửi đến đến nhóm khách hàng. À, mình sẽ chọn cái nhóm lúc nãy mình vừa mới tạo. Đó. Rồi, tiêu đề. À, mẫu email. À, ví dụ như bây giờ mình sẽ soạn cái mẫu này ha. Cái nội dung này mình đều rất là dễ dàng để mình chỉnh sửa ha, mình có thể chỉnh sửa theo cái form mail mình mong muốn, hoặc là với GoSale thì mình có cả cái form email mà theo dạng HTML ở đây. HTML là dành cho những cái anh chị nào mà biết lập trình web chẳng hạn, họ biết code web á, họ chọn cái mẫu này để họ gửi theo cái định dạng họ muốn, theo cái ngôn ngữ web họ muốn. Còn không thì có thể chọn sẵn những cái mẫu sẵn mà GoSale đang gợi ý ra đây cho mọi người. À, việc của mình chỉ là mình click vô mình chỉnh sửa từng cái câu chữ này thôi. Ví dụ như là bây giờ mình có thể click mình chỉnh sửa chào mừng bạn đến với công ty chẳng hạn. À, hoặc là công ty xin gửi đến các anh chị và các bạn một cái mã voucher giảm giá 100 ngàn. Đó, mình sửa lại trong này nó hết sức là đơn giản. À, các bạn thông cảm giúp anh ha, xong mạng nó lót chậm quá, nó không có lót nổi cái hình đây nè. À, cái chữ chào mừng nè thì bây giờ anh thích xóa mấy cái khúc sau đây cũng được, nó chỉ còn chữ chào mừng bạn thôi.
Ở chỗ này mình có thể thay logo hình ảnh. Rồi ở đây thì mình có thể tạo cái nút mua bằng cách là copy cái đường link của công ty chẳng hạn, đến cái trang này, khách hàng click vô là đến cái website của mình ha, chẳng hạn như vậy. Rồi đây là một dạng email marketing ha, và email marketing đối với các doanh nghiệp bên ngoài á, họ muốn chạy cái email này họ cũng phải trả phí nha, phí rất nhiều luôn. Và với GoSell và với cái tính năng này, các bạn được quyền sử dụng nó, được tích hợp sẵn trong này. Các bạn đừng quên nó để gửi ha, để có thể áp dụng vô bài tập cũng như là cái bài tiểu luận của nhóm mình, để mình tích hợp vào nó, mình quảng cáo nó một cách miễn phí đó. Rồi mình sẽ có cái gì nữa? Mình sẽ có cái tính năng gửi thông báo đẩy. Gửi thông báo đẩy này là một cái dạng là thông báo PN qua điện thoại á mọi người, là một cái push up notification, tức là những người mà họ dùng cái app thương hiệu các bạn có nhớ lúc nãy anh Minh hỏi các bạn và nói rất rõ cái app thương hiệu không? Thì với cái app thương hiệu là cái app riêng của doanh nghiệp của mình mà, thì những người đang dùng app đó thì họ sẽ nhận được cái thông báo đẩy này. Thông báo viết như thế nào rất là dễ dàng mình tạo ở đây. Tên chiến dịch gửi ngay lập tức, hay là lên lịch gửi ngày nào, hoặc là sự kiện, ví dụ như sự kiện chúc mừng sinh nhật khách hàng, hoặc là sự kiện khách hàng mới tạo tài khoản, hoặc là sự kiện khách hàng vừa mới mua đơn hàng xong là mình tặng tiếp một cái voucher nữa đó, y như cái bạn Nam hồi nãy nói vừa mới mua hàng xong là tặng tiếp một cái voucher giảm giá, là mình sẽ chọn cái hoàn thành đơn hàng này nè mọi người. Hoặc là xui xui khách hàng đặt hàng không thành công, mình cũng tặng một cái voucher xin lỗi đó. Thì với cái tính năng PN này mình sẽ làm được rất nhiều thứ đối với những khách hàng đang sử dụng app của mình ha. Mình tặng voucher đó thì cũng là đơn giản thôi, là cũng là nhóm khách hàng đây mọi người. Đây ví dụ như 4 triệu nè, có một cái nhóm khách hàng thôi mà từ nãy giờ anh Minh khai thác rất nhiều cái cách đúng không các bạn? Các bạn có rất nhiều cách tiếp cận cái nhóm này. Đó, anh chọn xong anh soạn tin nhắn, anh soạn nội dung rồi anh bấm tạo thôi. Đúng không? Rồi. Chưa dừng lại ở đó ha, mình sẽ có cái gì nữa? Mình sẽ có chương trình khách hàng thân thiết và điểm thành viên. Với chương trình khách hàng thân thiết này nó có ý nghĩa gì? Anh ví dụ một khách hàng mà mua hàng thường xuyên của mình, anh vừa mới làm một động tác là đăng nhập nha, là họ mua hàng thường xuyên xong thì họ sẽ có cái tài khoản ở trên cái website này của mình ha. Thì website á, là một chuyện, còn họ vào trang cá nhân của họ họ sẽ thấy gì đây? Họ sẽ thấy được thông tin của họ đây, họ đang là hạng vàng, mã thành viên của họ, các đơn hàng họ đã từng đặt ha, và đặc biệt nè điểm thành viên của họ là gì? Đây cái thành viên này đang tích được 1.946 điểm, mỗi điểm tương đương đổi là 1.000, là chưa gì họ tích lũy được gần 2 triệu bạc rồi nè, thấy không? Rồi tiếp nữa, những ưu đãi của họ đang có đối với cái sản phẩm của công ty mình là gì? Đây nè, họ đang có những cái voucher này nè, đây nè các bạn thấy không nè, cái voucher lúc nãy anh mới tạo đây nè, 269 đây nè mọi người. Đó, khách hàng cứ sao chép mà mua là được giảm giá, được không? Rồi đó là những cái mà mình set up ra cho khách hàng để giúp khách hàng có được, giúp cái người buyer có được những cái trải nghiệm tốt hơn, từ đó họ sẽ quay lại, họ sẽ mua hàng giúp cho seller nhiều hơn, có được doanh thu nhiều hơn. Các bạn nắm ha. Rồi một cái cuối cùng đó là GoSell cũng cung cấp cho các bạn một cái chiến lược để tuyển thêm cộng tác viên, để có thêm các kênh bán hàng qua đại lý, với cái tính năng là cộng tác viên ở đây. Chúng ta có cộng tác viên tiếp thị. Ví dụ ở đây là cái thành viên này nè, thành viên Tuco này nè, là cũng đang là cộng tác viên và họ cũng có thể vào để đăng ký cộng tác viên ở đây. Cái tài khoản này bị vô hiệu hóa rồi. Tức nghĩa là đối với cái tài khoản cộng tác viên này là đang bị xóa khóa lại rồi, cho nên là nó bị có chữ vô hiệu hóa
À, thì mình cũng thể quản lý được cái tài khoản các cộng tác viên này này à, ý nghĩa của cộng tác viên này là gì? Là việc của họ họ mua hàng của mình á, là một chuyện rồi à, họ có thể giới thiệu tiếp sản phẩm để họ lấy cái hoa hồng là một chuyện khác nữa à, cho nên rằng là nếu mà mình có được cái kênh cộng tác viên này là mình lại phát triển nó vượt bậc nữa nha. Và bây giờ người ta đang sử dụng cái tính năng này rất là nhiều, các bạn sẽ thấy nhan nhản những cái tuyển dụng tuyển cộng tác viên bán hàng, tuyển cộng tác viên drop shipping này nọ, nó phát triển rất là nhiều ở thời điểm bây giờ các bạn ha. Và GoSell cung cấp cho các bạn một cái kênh để các bạn quản lý những cái chuyện đó, được không nào? Rồi đó là những cái cách mà mình sẽ hiện thực hóa cái công việc của mình sau khi bán hàng. Ủa? Được không nào? Rồi, trở lại bài của mình ha. Thì mình sẽ có ở cái slide này các bạn à, bạn thấy ha, thì là đây đây đây. Rồi. Một lần nữa anh nói lại ha. Mình có các kênh bán hàng, rất nhiều nguồn kênh bán hàng, mình sẽ có rất nhiều đối tượng khách hàng, và ứng với mỗi đối tượng khách hàng này mình sẽ có cái cách tiếp cận khác nhau à. Mình tiếp cận xong rồi mình bán được hàng xong thì mình sẽ làm cái gì tiếp? Mình lại có rất nhiều cái kênh để mình tiếp cận sau bán hàng à, dựa trên những cái công cụ phân tích, công cụ CRM và các công cụ marketing được tích hợp sẵn. Chúng ta sẽ xây dựng các chương trình phù hợp với từng đối tượng, từng nhóm khách hàng, để từ sau đó mình ra được một cái chiến lược bán hàng tiếp theo. Đó là mục tiêu của các bạn ở trong cái phần bài học này. Rồi, ở đây thì anh vừa mới giới thiệu hết những cái nội dung của mục tiêu của bài học ngày hôm nay. Thì có các bạn sinh viên nào có đặt cái câu hỏi nào ở đây cho anh không? Ví dụ là các bạn có những cái ý tưởng gì các bạn có thể nói ra đây không, và mình cũng sẽ hiện thực hóa nó bằng cái hệ thống của mình. Ví dụ như là các bạn muốn các bạn bán được hàng cho khách hàng trên Facebook rồi, bây giờ các bạn muốn tiếp cận họ lại thì các bạn làm cách nào chẳng hạn như vậy, hoặc là những cái thắc mắc nào nó tương tự như vậy à, nó đều ứng dụng được bởi cái nền tảng bán hàng của mình. Hoặc là các bạn đang có ý tưởng để xây dựng, để làm cái bài báo cáo cho cái bài phần và phần học của bạn à, hoặc là các bạn đang gặp khó, bị kẹt ở cái khúc nào đó mà thiếu ý tưởng, các bạn có thể hỏi à, anh cũng có thể hỗ trợ các bạn ở những cái phần ý tưởng này. Các nhóm mà tranh thủ hỏi đi nha, để hỏi anh Minh, anh hết giờ cái là anh còn việc riêng của ảnh là khó gặp nữa lắm đó nha các em, cho nên tranh thủ hỏi anh Minh nha, chuyên gia về kỹ thuật của GoSell, để hỗ trợ cái công cụ này. Và kể cả những nhóm về nghiên cứu đó, thì chúng ta cũng thấy là khi chúng ta nghiên cứu, chúng ta cũng sẽ đề ra những cái hàm ý quản trị cho các doanh nghiệp, để họ tiếp tục phát triển cái công cụ cho các doanh nghiệp bán lẻ hoặc là doanh nghiệp ứng dụng. Như vậy thì chúng ta thấy là một cái công cụ như thế này, phát triển như thế này, thì cái phần nghiên cứu của mình nó đã được hỗ trợ gì thêm, và nếu cần thì khi mình tính số liệu hay là khi mình viết báo cáo về hàm ý quản trị cho các cái doanh nghiệp đó, thì chúng ta có hỏi gì thêm phía của bên kỹ thuật. Đây là một chuyên gia, các em không phải dễ gặp được chuyên gia đâu nha các em. Những cái hiện thực á, tức nghĩa là thật ra là mình đang không biết là các bạn đã bắt tay vào làm chưa. Về cái việc mà bán hàng để mình làm một bộ báo cáo hay chưa, nhưng mà đối với mình á, rằng là nhất là các bạn sinh viên hoặc là những người làm bán hàng á, quan trọng nhất là cái ý tưởng á. Thì nãy giờ là mình cũng hướng dẫn các bạn cũng rất là nhiều ý tưởng, cũng như là với GoSell các bạn có thể hiện thực hóa nó à, quan trọng là các bạn bắt tay xuống các bạn làm. Thì khi các bạn làm á, các bạn sẽ có được những cái câu hỏi à. Thì cái anh đang mong đợi là đã có những bạn nào đang làm rồi á, thì sẽ có những cái câu hỏi
Còn bạn nào mà xui xui chưa làm á, thì nhiều khi á là những cái gì nãy giờ mình hướng dẫn là các bạn sẽ chỉ biết như vậy, có nhớ vậy thôi. À, còn khi mà bắt tay mình vô làm mình sẽ thấy khó. Ví Các dụ bạn làm một rồi đó anh Minh ơi, cái các bạn dạ có làm rồi á, có những bạn là có đi đơn rồi luôn rồi đó, dạ có những bạn đi đơn rồi luôn rồi đó. Hôm trước các bạn có hỏi Nam là tụi em triển khai được 1 tháng rồi, bây giờ tụi em nhập số liệu vào trong cái hệ thống được không, thì Nam nói là không có được, bởi vì là cái công cụ của mình là real time, có nghĩa là bắt đầu từ ngày mà mình có cái tài khoản đó, thì mình đưa số liệu lên được. Còn trước đó mình sẽ báo cáo bằng một cái công cụ khác, ví dụ dùng Excel hay gì đó để báo cáo. Cho nên là các bạn đã có đơn Ừ. hàng rồi á. Thì hoặc là những cái dạ em cảm ơn cô, thì hoặc là những cái câu hỏi tương tự như cô vừa mới raise lên mà nó ứng với cái phần bài học ngày hôm nay, các bạn có thể hỏi anh sẽ hướng dẫn các bạn. Bài học ngày hôm nay là mình sẽ xoay quanh cái việc là mình bán hàng xong rồi là mình sẽ làm gì tiếp để mình vượt trội hơn nữa đó. Các bạn tranh thủ hỏi đi các bạn. À, ví dụ như bây giờ mình bán hàng trên Facebook nè. Nãy giờ thấy một số bạn bán hàng trên Facebook. Đúng rồi, hầu như là các bạn triển khai trên Facebook nhiều, bởi vì là nó dễ triển khai. Đúng rồi, trên Facebook thì dễ triển khai thôi. Đây có bạn Việt Khánh hỏi gì rồi nè anh Minh ơi. Nam hệ thống ngô sao chẳng như là mô hình dropship đa kênh à, thì đó thì ok, cảm ơn em ha. Rồi anh sẽ demo lại khúc này, nó đơn giản lắm. Đây anh có cái tài khoản này, thì như anh nói á, là mình mua hàng mình mua bán là bình thường rồi, mình sẽ đăng ký làm cộng tác viên à. Thì khi mà đăng ký làm cộng tác viên á, nó sẽ vào cái danh sách này. Danh sách này là danh sách mà mình là chủ cửa hàng, mình sẽ quản lý một cái danh sách tất cả những cái bạn cộng tác viên. Bây giờ anh sẽ tìm tới cái bạn này coi. Và anh mở lại coi. Không biết là phải đúng bạn cộng tác viên này không, để mình thử mở lại nha. Đây đó này đó, các bạn thấy không, anh tìm đến một bạn cộng tác viên mà anh kích hoạt lại đó, thì nó sẽ ra là cái trang mà nó mất tiêu cái bị khóa rồi, mọi người thấy không. Thì cái cộng tác viên này ý nghĩa là gì, là người ta mua hàng mình xong đó, người ta thấy thích sản phẩm của mình, thì thay vì người ta dừng lại câu chuyện là đi giới thiệu, giống như là cái bạn A mua hàng của shop anh xong, cái bạn A giới thiệu bạn B vô mua hàng, là bạn B cũng vô mua hàng, nhưng mà bạn A có được cái gì không mọi người? Bạn A được lời cảm ơn từ anh Minh, à, cảm ơn A nha, giới thiệu giùm. Nhưng mà bạn A thấy như vậy là chưa đủ, bạn A nói là không, em muốn phần trăm hoa hồng cơ. Cái ok luôn, à, shop sẽ cho em phần trăm hoa hồng, em làm ký làm cộng tác viên của shop đi. Thì các bạn cứ đăng ký là thành viên của shop của anh Minh, rồi các bạn vào cái trang cộng tác viên, các bạn gửi thông tin vào. À, mình sẽ bên đây mình duyệt nè. Đây nè, có cái nút nè, đăng ký làm cộng tác viên xong bây giờ là mình sẽ xác nhận hay là mình từ chối. Là xác nhận thì bấm vô đây, còn từ chối là bấm dấu ích. À, xác nhận xong thì họ sẽ là cộng tác viên của mình, và việc của họ là như vậy ha. Mình họ sẽ vào tạo một cái đường dẫn bán hàng. Rồi, click vô cái nút này anh làm lại nha, tạo đường dẫn bán hàng nè. Click vô đây. Rồi họ sẽ copy cái link sản phẩm. Ví dụ bây giờ anh sẽ tìm đến cái sản phẩm nào đó của shop anh nha. Ví dụ như cái này đi. Anh sẽ copy cái link. Đó, thì bây giờ các bạn mường tượng nha. Bạn là bạn A đi, bạn chuẩn bị copy cái link này cho bạn B. Bây giờ anh copy anh gửi ở trong Zoom cho các bạn nha. Các bạn có thể click vào, các bạn xem thì nó ra cái website bình thường thôi. Nhưng cái việc copy này đối với cộng tác viên thì các bạn lấy cái link đó, các bạn bỏ vô cái chỗ mà tạo đường dẫn giới thiệu, các bạn bấm tạo. Nó sẽ ra cái gì? Nó ra cái đường dẫn giới thiệu, và các bạn thấy được cái mức chiết khấu 1% ở đây không? Tức nghĩa rằng là khi các bạn gửi cái link này
Bây giờ anh bấm copy nè, anh gửi cho Zoom tiếp nè. Thì các bạn thấy được cái điều gì? Hai cái link nó khác nhau ở cái đuôi đúng không? Nó có cái chữ Minh cộng tác viên một đúng không? Ý nghĩa của nó là với cái người khách hàng B, nếu mà họ click vô cái link mà có cái chữ Minh cộng tác viên này á, họ mà mua hàng thành công á, thì các bạn A đó bạn được 1% của cái đơn hàng này. Nắm được chỗ này không cả nhà? Bạn bạn gì nãy hỏi anh nè, bạn Khánh thấy nắm được chỗ này không? Đó, bây giờ em vô cái link mà có cái chữ Minh cộng tác viên một này, em mua hàng là cái bạn Tuco này nè, các bạn có cái nick Tuco trên này nè, bạn sẽ được 1%. Và bây giờ xã hội hiện tại đang sử dụng cái tính năng này rất nhiều nha các bạn. Đó cũng là một hình thức marketing đó, đúng không? Các bạn tưởng tượng như là anh nhờ anh ví dụ thôi nha, anh không phải là kinh doanh thiệt, nhưng mà bây giờ anh nói cả lớp mình, bây giờ các bạn vào website của anh nha, các bạn đăng ký làm cộng tác viên, các bạn giới thiệu được ai mua hàng, các bạn sẽ được 1%, 2%, 3% chẳng hạn như vậy. Đó thì các bạn nào muốn bán hàng có thêm thu nhập thì các bạn hợp tác với anh Minh đó, cả hai bên cùng có lợi đúng không? Đó là những cái mà xã hội đang sử dụng và GoSale hỗ trợ giúp mình rất chặt chẽ ở chỗ này. Rồi bạn Khánh ok chưa? Rồi cái chi tiết mà mình tính toán tiền rồi mình setup như thế nào, mình có thể nghiên cứu chi tiết trong cái thao tác. Khi các bạn có cái tài khoản á, các bạn mở lên, các bạn thao tác kẹt ở chỗ nào, các bạn có thể hỏi là các team, các thầy, hoặc là có thể có những cái group chat trực tiếp với lại các anh chị trainer phía bên này. Rồi anh đọc tiếp câu chat hỏi ha. Muốn chăm sóc khách hàng trên các sàn thương mại điện tử nhưng thông tin sách bị che và không lấy được, thì em chỉ có thể chăm qua nền tảng đó chứ không đồng bộ cái kênh WhatsApp. Rồi cảm ơn bạn Sim, Trần Thị Sim. Thật ra là cái này thì nó cũng là một cái tình trạng chung của tất cả các partner bán hàng thương mại điện tử, rằng là ở các sàn thương mại điện tử bây giờ nó có xu hướng là che cái thông tin khách hàng để tránh bị bại lộ cái thông tin của cái người dùng á, nó sẽ có những cái điều không hay. Nhưng mà anh có một vài cái cách như sau để giúp cho em khai thác được tối đa cái đó. Ví dụ ở trong cái gói hàng mà mình gửi cho khách, mình sẽ để một cái thank you letter hoặc là một cái danh thiếp, một cái lời cảm ơn, mà ở trên đó em in giùm anh cái mã QR code của website của mình. Hoặc là nếu mình có cái app, mình có cái tính năng của cái app, mình sẽ ghi một vài cái nốt cảm ơn, mà nếu mà anh chị khách hàng download cái app này và sử dụng thì chúng em sẽ tặng các anh chị cái voucher giảm 50% cho đơn hàng tiếp theo. Cái tính năng đó mình làm được không mọi người? Bạn Sim, anh vừa mới hướng dẫn các bạn rồi đó, đúng không nào? Nhớ cái tính năng mà tạo cái voucher giảm giá không, xong rồi gửi cho khách hàng vừa mới tạo tài khoản không, có không các bạn? Có hướng dẫn ha. Đó thì anh thấy rằng hiện tại ở các sàn á thì đang có cái cách đó để tiếp cận khách hàng của mình là dễ nhất. Rồi anh trả lời như vậy bạn bạn Sim có nắm được không? Ok, mình viết một cái thank you letter, đó là một cái cách chăm sóc khách hàng rồi, và nó cũng thể hiện cái sự gọi là lịch sự của shop của mình. Bên cạnh đó mình kéo khách hàng về những cái website của mình, đó là một cái skill hầu như là cơ bản đối với nhà bán hàng hiện tại. Rồi còn bạn nào đặt câu hỏi cho anh nữa không? Còn Có bạn bạn nào nào hỏi gì nữa không các em? có bạn nào có những cái câu hỏi mà làm sao để có thêm nhiều khách hàng không anh? Sao mấy bạn không Đúng không? hỏi điều đó? Đúng rồi, chúng ta cũng đang muốn điều đó mà. Làm sao để có thêm nhiều khách hàng? Có nhiều đơn hàng.
bán hàng hoặc tất nghĩa là bán hàng là không hỏi câu đó luôn á. Làm sao để có nhiều đơn hàng? Các nhóm tranh thủ đi các em, để không làm không là anh Minh hết giờ á. Thật ra thì với Go Sale thì mình làm được, mình bán hàng nếu mà các bạn kết hợp đa kênh á, các bạn kết hợp nhuần nhuyễn những cái kênh bán hàng á là mình sẽ có nhiều cái cách tiếp cận khách. Đây ha, mình sẽ có rất là nhiều cách để tiếp cận khách hàng. Các bạn làm hết được bao nhiêu đây kênh không? Các bạn trả lời cho anh nghe thử đi. Bỏ qua cái app, tạm thời là bỏ qua cái app thương hiệu đi. Những cái kênh còn lại các bạn làm được không? Có cái gì khó không? Và mình chăm sóc khách hàng từ kênh này được không? Hello. Đó, các bạn nhìn lại ha, mình có rất nhiều kênh và anh cũng hướng dẫn các bạn cái cách để tiếp cận lại những khách hàng đến từ các nguồn này. À, cho nên rằng là mình cần phải khai thác triệt để những cái tính năng mình đang có để mình áp dụng cho cái công việc của mình. Trước mắt là cái phần học và sau này các bạn sẽ áp dụng vào cái việc mà kinh doanh thương mại điện tử của mình. Rồi, chắc là cũng chưa thấy ai hỏi gì thêm mà thì theo như thời lượng này cũng hết rồi, chắc là mình sẽ xin phép kết thúc cái buổi hướng dẫn ở đây ha cô Giang. Rồi, ok, cảm ơn anh Minh. À, hẹn anh Minh một buổi nữa.